Hello, chào anh em, chào tất cả mọi người nhỏ. Chào anh em quay lại với kênh của mình. Ok, thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ và phân tích cho anh em cái đồ chơi bắt cầu ở trên con 680 bài này. À, đây cũng có thể đây cũng chia sẻ luôn cho anh em, đó là nhiều ông chưa biết tải hoặc là vào game không biết kiểu gì. Thì đây mình có để link mô tả dưới phần mô tả ấy nhá. Link tải, link chơi, web trực tiếp cũng có. Anh em có thể đặt vào và chơi trực tiếp cũng được, tùy anh em thôi. Đấy, nói chung là nếu như mà em tải về mà không chơi được thì anh em có thể là tải một một về nhá. CH Play cũng được, hoặc là iOS App Store cũng tải được. Nó là ứng dụng ba con số một ấy, anh viết ra là hack ra là em tải về em bật lên là sẽ vào game được nhá. Ok, thì đấy là đối với điện thoại anh em nào không vào được. Còn tối điện thoại anh em nào vào được thì cứ tải về là chơi bình thường thôi, còn không chơi trực tiếp trên web. Đấy, do nhu cầu mỗi anh em khác nhau. Đấy, ok. Thì hiện tại thì cầu tài xỉu dòng xanh này mình sẽ chơi cũng như là sẽ kiếm lãi trong cái video ngày hôm nay. Đấy, ok, xem thử nào. Ba một ba. Ok, tiếng này sẽ bắt luôn vào xỉu đi, không phải ba một ba đâu. Mồm đọc ba ba nhưng không theo được, nhưng mà không theo được. Ok, tiếng đầu tiên sẽ mình sẽ bắt 5 cụ và xỉu anh em nhé. Ok, nói chung là tiếng đầu mình đi như thế thôi anh em ạ, không phải vội mà cũng chẳng phải là đánh to làm gì đâu. Ôi, đánh xỉu nặng là 2 con 5 luôn. Đúng là cầu như mồm nói rồi, nhưng mà nói nhưng mà không đánh, cày quá anh em ơi. Ok, không sao, nói chung là đen tí thôi đúng không? Ok, đơn giản nhưng mà lựa chọn sai lầm thì phải trả giá thôi. Nói chung là trách ai bây giờ đây. Tiếng này gõ và xỉu đi. Đối lại tiếng trước thì tiếng này phải đi tầm 6 cổ anh em nhá. Để lại ra một chút chứ chẳng nhẽ lại đánh tiếng này lỗ đúng không? Nếu như mất nhiều quá thì đánh có thể là chịu khó mất mất đánh nhỏ lại, nhưng mà mình bây giờ mất một tay đầu thì cứ thoải mái đi, vốn còn lớn thì cứ thoải mái gọi là đánh nó xông xênh một tí cho nó lãi ra cũng như là thoải mái ra. Đúng không? Ok. Đây rồi, khách sạn 421 cuối cùng bố anh em ạ. Tưởng là đi ăn tiếp thì thôi, chịu chết anh em ạ. Ok nha. Tiếng này có xỉu thiếu xỉu 10. Ừ. Con xỉu 10 anh em ạ. 4 cụ 7 anh em nha. Ok, 4 cụ 7 cái tiếng này có xỉu. Xem nó như thế nào nào. Kết quả như thế nào nào? Nhiều chân lên. Ấy trời ơi, nhiều chân ngược luôn, tuyệt vời anh em nhở, ngon nghệ ngay. Trời ơi, nãy làm sao được bản thân mình. Được chưa anh em? Tiếp tục anh em nha. Con kép 7. Kép 7 anh em lên làm thêm con tái đi. 7 trước không gãy rồi. 7 thông thường thì nó hay gãy lắm. Nhưng mà con kép 7 vừa rồi là nó không gãy, nó còn lên ra con 7 nữa, tức là 7 kép ấy. Nên cái tiếng này anh em bắt vào tài cho mình được chưa? Đấy, xem nó như thế nào. Nói chung là đánh cứ bình bình với cái mức mức vốn của mình thôi, không phải đánh to quá cũng không phải là đánh nhỏ quá, cứ gọi là cân đối là được. Kép 7 là lên là con tài tài đẹp là được, là ngon anh em ạ. Ok, 4 củ 1 tuyệt vời luôn, vừa ăn vài cái đầu ngon rồi.
Nói chung là như vậy là một cái động lực rồi anh em nhỉ. Ok. Ăn tiếng này tuyệt vời, hết nước chấm luôn này. Nước chè mà tiền đã bú luôn thì bạn nặn 64 thì coi như vứt bát luôn đúng không? Đấy, đánh tài nặn hai cửa, nặn hai 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 mặt nhá. Đánh tài nặn hai mặt thì nó ra 64 thì tự tin quá nhỉ. Thích. Hoặc là đánh xỉu đấy thôi, nặn 12 hoặc là 13 thì khỏi phải nặn nữa. Nói chung là nặn phát ăn ngay ấy thì được cái tâm lý rất là thích. Ok, tiếp tục nha. Một con tài 11 anh em à, một con tài 11 anh em gõ vào xỉu cho mình. Đây là cầu đảo anh em ạ, đây là cầu đảo nha. Ok, cái tiếng này mình sẽ đi đó là 8 cụ và xỉu. Đấy. Xem kết quả như thế nào nào. Tám củ và xỉu cái tiếng này một cái ngoài bơm xỉu căng ấy nhờ càng ấy, nhưng mà càng như vậy thì mình càng thích anh em ạ, càng vui càng đông càng vui đúng không? Rồi ui dài thôi, thừa một chân giữa anh em ơi, ai có thể là xóa hộ mình cái nút nút chân số 5 này hộ mình được không? Đèn thế chứ lại. Ok không sao, nói chung là đơn giản với một tay mà đúng không, chuyện bình thường. Đấy. 11 11 anh em đá tiếp vào con tài tiếp, không phải cầu này thì cầu kia đúng không? À, hai chục đi, tướng này sẽ đi hai chục đi, xem như thế nào, xem hai chục như thế nào anh em nhá. Tiếng cuối anh em ạ, nói chung là tiếng cuối thì mình sẽ phải gọi là tập trung lại 100% công lực vào cái tiếng này. Nói chung là tiếng cuối thì ai cũng như ai thôi. Đấy. Rất là kết đúng không? Kết thì mới đánh và là mới lại là như kiểu là rất là tự tin ấy, mình mới vào đúng không? Đấy. Là mình cũng vậy thôi. Nên là cái tiếng này thì mình sẽ chắc cú một tí, đầu chân lên. Ui, 1 4 có 6 không? Ây giời ơi, 1 4 1 anh em à, đậu xanh cho nó. Bây giờ là xử lý sao đây? Đi ăn thế. Con xỉu 6 à, quay đầu sẽ không có. Cái này mới tự tin bẻ đi. Ba chục anh em nha. Hôm nay vốn căng, cái dạ căng. Đấy. Anh em nhớ nếu không tải được game, nhớ tải vùng 1 về cho mình nha. À không vào được game ấy, anh em nhớ tải vùng 1 về. Anh em vào thì mới vào được. Đấy, đối với điện thoại là anh em vào tải tải về rồi nhưng mà không được. Nhưng mà anh em nhớ tải ở phần mô tả cái đăng ký ấy, tải ở đấy nó sẽ đỡ bị nhầm lẫn vào cái link khác hơn. Không ạ, nhiều ông là bị nhầm lẫn là vào là không được, là bị mất tiền oan thì chịu chết nha. Lúc đấy thì không ai giúp anh em đâu. Ok. Đợi kết quả thôi anh em ơi. Đây rồi, né hộ cái 456 nào. Anh nhà cái né hộ em cái đúng không? Ok, tuyệt vời chưa? Nó vẫn cứ là nét anh em nhỉ. Ok thì cái video này mình sẽ tạm dừng chút lại đây. Chào anh em, chào người nhé. Bye bye anh em.